8.000 lumen. Sáng tới 7 bóng luôn nhá. Đây, quá là sáng luôn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Điện tử Thái Thắng. Thì Điện tử Thái Thắng chuyên kinh doanh những cái mặt hàng thiết bị quang học từ những hãng nổi tiếng trên thế giới, hoặc là những cái thiết bị điện tử như thế này nhé. Bên mình kinh doanh cực kỳ nhiều những cái đèn pin, rồi là máy dò kim loại, rồi là micro, rất rất nhiều, rồi các cái thiết bị nội soi nữa. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một cái đèn pin đến từ thương hiệu Trudfry. Đây là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của hàng trung ương Trung Quốc nhé. Những cái hàng trung ương này thì nó có chất lượng cực kỳ tốt luôn. Nó giống như kiểu là Xiaomi hoặc là Huawei ở bên cái mặt hàng điện thoại, nó cũng nổi tiếng như thế. Hãng này và hãng Trudfry là cái hai cái hãng cạnh tranh nhau và có rất là nhiều cái sản phẩm ở bên mình. Bên mình có cả hai hãng Trudfry và Trudfry này nhá. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu mở hộp cho mọi người một cái siêu phẩm từ hãng Trudfry. Đây là một cái thuộc cái dòng cao cấp. Có cái mã hiệu là J18. Đèn pin Trudfry J18 nhá. Đấy, thì mình sẽ mở hộp và xem là nó cao cấp ở cái điểm nào. Ngay từ cái điểm hộp đầu tiên thì mình có thể nhìn thấy là nó đóng hộp nó rất là chắc chắn rồi. Đấy, hộp của nó thuộc cái hộp cứng nhá. Đấy. Và ở bên trong này nó là có hai cái nam châm này. Đấy, để gắn hộp. Ngay ở cái hộp nó làm rất là chỉnh chu rồi nhá. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy. Đây là cái đèn này. Đèn Trudfry này có rất nhiều các đặc điểm hay. Nó có gồm có một bao đựng này. Cái bao đựng này thì chúng ta có thể dắt ở nhá. Dắt ở thắt lưng này. Đó. Khi chúng ta ví dụ như đi bảo vệ hoặc là muốn rảnh tay thì chúng ta có thể để thắt lưng này. Gồm có 3 viên pin của Trudfry này. 3 viên pin của Trudfry nhé. Đây, pin đến 3.400 mAh. Cực kỳ khủng luôn. Một viên pin này nó đã lên đến 3.400 rồi. Đây là số liệu thực nhé. Còn những cái pin nhái thì nó có thể nó ghi đến 5-6.000, thậm chí là 7.000. Đấy là chỉ là số liệu nhái thôi. Nhưng mà cầm cái viên pin nó nhẹ tênh ấy. Còn viên pin này rất là nặng luôn. 3.400 là số liệu thực luôn. Cái này gồm có thêm một cái này để chúng ta có thể nắp vào để vận hành 3 pin nhé. Còn bình thường thì nếu mà đèn như thế này thì nó sẽ sử dụng là 2 pin. Cái đèn này thì có thể sử dụng cả pin 18650. 18650 như thế này. Hoặc là pin 26650 như thế này nhé. Đây là pin 26650. Mọi người có thể nhìn thấy nó to hơn. Nếu mọi người muốn sử dụng pin 26650 thì có thể mua thêm nhé. Vì đi kèm của nó chỉ là pin 18650 thôi. Đây. Đây là cái sạc của nó. Đây. Sạc cũng mang thương hiệu Trudfry luôn. Đấy. Thì bình thường những cái hãng nhỏ này khác thì nó chỉ có cái sạc đơn giản thôi, không ghi thương hiệu gì. Mà đây Trudfry nó ghi cả cái sạc của Trudfry luôn. Đấy, trên này thông số đầy đủ nhé, cụ thể nhé. Không thiếu một cái thông số gì luôn. Đây là dây sạc của nó này. Và cái này là đi kèm thêm những cái gioăng chống nước. Cái này theo tiêu chuẩn IPX4 nên là chúng ta có thể đi mưa được nhé. Nước bắn vào thì không sao. Bây giờ chúng ta sẽ xét đến cái đèn này. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy cái nhân vật chính của chúng ta đây. Nó rất là hầm hố, hoành tráng. Cái số 8.000 được làm nổi bật, 8.000 lumen. Đây là một con số cực kỳ khủng của những cái đèn mà cầm tay dạng này. Những cái đèn thường nó phải rất là lớn thì nó mới có cái nguồn sáng là đến 8.000 lumen như này. Nên đến 8.000 lumen. Còn những cái đèn bình thường như này không ít khi người ta làm đến 8.000 lumen lắm, vì nó còn liên quan đến cái vấn đề tản nhiệt. Những cái đèn nhái thì nó ghi bao nhiêu thì để cho mọi người vui thôi, chứ nó không bao giờ nó đến cái mức đấy được. Ví dụ nó ghi đến 1, 2, 3, 4, 5.000 lumen, nhưng mà chỉ là cái thông số nhái thôi. Còn cái này nó là thông số thật. Thông số 8.000 lumen là thông số thật nhá. Đây là đèn chính hãng Trudfry 100%. Đấy. Và nó có 7 cái bóng crew này. Crew XMN-T6. Đây là một cái mã bóng rất là phổ biến hiện nay. Đấy. Cái mã bóng này thì nó là được nhập từ Mỹ nhé. Và có cái tuổi thọ lên đến 100.000 giờ. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Đây là cái bóng, 7 cái bóng của nó. Đấy. Vì chính vì có 7 cái bóng này nên nó mới có cái độ sáng này lên đến 8.000 lumen. Chứ một mình cái bóng của nó mà lên đến 8.000 lumen thì nó sẽ rất là nóng luôn. Đấy.
Đấy, con số 8.000 lumen rất là nổi bật luôn nhé. Đó. Chất file, mã này của nó là TRJ18, chất file J18. Đó. Chính hãng 100%. Nói sơ qua về cái thiết kế của cái sản phẩm này thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái chỗ cầm nắm này nó được phay rất là, nói chung là cả cái thiết kế của cả cái đèn này nó được phay rất là chỉnh chu, được phay CNC rất là đẹp luôn, không có một gọi là cái gợn nào cả, rất là hoàn thiện luôn. Chỗ này đó, chỗ cầm nắm thì chúng ta sẽ nó phay những cái đường nhỏ như thế này để chúng ta cầm nắm cho dễ dàng và rất là vừa tay, êm tay nhé, không bao giờ bị trơn trượt, kể cả chúng ta cầm khi có nhiều mồ hôi. Đây là cái vật liệu nhôm máy bay, nhôm hàng không, nên là nó được sử dụng trên máy bay, nên là nó vừa có cái độ nhẹ này, vừa có cái độ bền rất là cao luôn. Đã gọi là nhôm hàng không mà, chuyên sử dụng cho những cái tàu vũ trụ hoặc là những cái máy bay, vật liệu nhôm rất là cao cấp luôn nhé. Và trên này có những cái rãnh này, những cái rãnh này để làm gì? Mình cũng đã nói ở rất nhiều các clip về đèn pin. Đây là những cái rãnh được gọi là rãnh thoát nhiệt. Thì khi chúng ta bật lên tới 7 cái bóng này thì nó sẽ tỏa một lực nhiệt rất là lớn, nên là có những cái rãnh này sẽ thoát nhiệt một cách nhanh chóng hơn. Đó, bây giờ mình sẽ thử nắp pin nhé. Còn cái này khi chúng ta cần một cái đèn dài hơn thì chúng ta có thể nắp thêm như này nhé. Đó. Nắp thêm như này thì chúng ta sẽ sử dụng được 3 pin. Đây. Nắp thêm một thanh này nữa thì sẽ sử dụng 3 pin nhé. Nếu mà chúng ta sử dụng cái pin này thì chúng ta sẽ đút cái khay pin vào đây. Còn nếu không chúng ta sử dụng pin 26650 thì có thể bỏ cái khay này ra. Đó. Bây giờ mình sẽ móc pin nhé. Móc thử cho mọi người luôn. Wow, quá là sáng luôn. Ui dồi, sáng thế. Đây là chế độ SOS này. Và để mọi người xem đến cuối clip thì mình sẽ ra ngoài trời tối và nhìn cho mọi người xem. Mình sẽ thử tắt đèn đi xem như thế nào. Đây. Ui, quá là sáng luôn. Sáng chói cả mặt. Có cả 5 chế độ sáng khác nhau nhá. Đây là cái chế độ mà khi chúng ta cần phải tự vệ. Ví dụ như là gặp yêu dâu xanh thì cần chiếu cái này vào mắt 5 giây phát là nó ngất luôn. Đó. Còn cái chế độ SOS này khi chúng ta cần phải chúng ta bị hỏng xe hay chúng ta cần giúp đỡ thì chúng ta có thể dùng cái tín hiệu nháy như thế này. Đó. Còn đây là chế độ sáng nhất nhá. Đó, quá là sáng luôn. Mình nhìn thẳng trực tiếp luôn vào cái đèn ở trên cái giấy này cũng rất là chói mắt. 8.000 lumen cơ mà. Không thể nào tưởng tượng được. Tối nay thì mình sẽ ra ngoài trời tối và cho mọi người xem nó sáng đến mức độ nào. Bây giờ sẽ đến đèn J18. Wow, đèn này thì quá sáng rồi. Đây là đèn mức độ sáng nhất của nó nhé. Đây là cái đèn sáng đến 8.000 lumen. Sáng tới 7 bóng luôn nhé. Đây, quá là sáng luôn. Đây, xem cái độ sáng nhất của nó là sáng như thế nào nào. Đây là độ sáng nhất của nó này. Đây, mọi người có thể nhìn thấy sáng cả một vùng trời luôn, quá là sáng, nguyên một con đường này, sang bên kia kìa, rồi là sang tận những cái cây kìa. Đó, sáng siêu sáng luôn. J18, chất file J18, sáng cả một vùng luôn, chất file J18. Úi dồi ôi, quá là sáng luôn. 8.000 lumen cơ mà. Gấp 3 lần, gần gấp 3 lần của cái đèn N3. Quá là sáng luôn. Đèn này thì đi quá sáng rồi. Đèn này có 5 chế độ nhá. Sáng nhẹ này, sáng yếu này, nhấp nháy SOS này thì quá là chói luôn, soi phát ngất luôn. Đây là SOS SOS nhanh. Đó. Đây là chế độ cực sáng luôn.
Và để mua cái sản phẩm này cũng như cái sản phẩm khác của điện tử Thái Thắng thì mọi người có thể gọi đến hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, hoặc là có thể lên trang web điện tử Thái Thắng.com đặt hàng ở trên đấy. Bên mình sẽ tư vấn tận tình và gửi hàng về đến tận nơi cho mọi người. Mọi người có quyền xem hàng trước khi thanh toán. Rất mong sự ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn nút thích ở bên dưới, nút đăng ký kênh và nút chuông ở bên cạnh, thì mỗi lần điện tử Thái Thắng ra clip mới sẽ báo về ngay điện thoại cho mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những clip lần sau. Xin chào.